Tiền đây này. Thằng nào hôm qua qua bảo là ăn tiền tao. Đấy, đánh bạc như ăn cướp. Phải đâu, phải đâu, phải đâu. Đưa cái gì? Đưa đây. Xuân xuân mày ai? Rồi cái gì đâu? Mẹ hôm qua là đây. Đây, ba. Ok, khổ, bọn mày trộn mẹ đây. Tao đây, ô trộn đâu. Bây giờ tôi nói ông này đánh bạc thì có người được, có người thua. Mày vào đây, mày hùng hổ, hùng hổ lên loa gì? Tao chả hùng hổ với ai cả. Gà đi. Xuân xuân lên. Cứ vào đây cướp bạc ấy. Cướp lần ra mày phải cướp đi, phải cướp cái bốc cái này. Mấy cái đồng bạc đầu cánh thì đánh cho nó 10 triệu vào đấy, là 10 triệu vào luôn đi. Mẹ mày đéo cần xem bài. Đánh 2 triệu đấy. Đánh thể hiện cho bọn mày biết. Thể hiện chưa? Thể hiện này. 2 thêm 3 này, 1 này. 2, thêm 3 đi. 3 này. Ăn đi, tao đã xem bài đâu mà. Để cho mày biết là thích là tao vẫn không đánh 1.000 nào cũng được, hiểu chưa? Thật. Ăn vào đây mày. Mày em hôm qua thằng em tao vào đây 3 thằng quay 1 phải không? Nói luôn này, ở đây thì mẹ thằng nào làm bài nó chặt mẹ tay đấy. Chả thằng nào làm một bài đây đấy, có cúp cáo này biết thì làm chịu được. Gì biết thì bọn mày cứ bịp đi rồi. Cứ bịp đi, biết thì được, không biết thì thôi, biết thì thưa thớt, không biết thì liếm thớt thế thôi. Cân ơi, đánh đi, đánh đi, nhà này cân thì đánh đi, cân đi. Nhanh em lên, mày giỏi mà, mày giỏi đấy, có điểm đâu mà vào. Giỏi thì mày có điểm nhỉ? 1, 2, 3, tao thêm 3 này. Thế thì gấu rồi. Gấu rồi, tao cũng bọc. Cân thôi. 9. Liêng. Ui, 9 gặp liêng mà cân, chỉ cân thôi à? Cân thôi, thêm 3 triệu 2 đô. Chắc chắc gì. Đó, tao đánh thì mày căng luôn đấy. Mày là đen đấy, mày gặp thằng kia gặp tao thì mày ăn đủ ấy. Ăn đủ thì thua gì. Mày... cứ cắt kéo như này thì bịp làm sao được. Chưa chậm thôi, mẹ mày tao không có thời gian để mà đi kiểm tra bọn mày đâu. Đen xì xì này, không có một cái chất trống. Nhà kia. À? Ờ. 2 triệu cân này, thêm 3. Tiếng trước thua 3 triệu thế này. Cho bọn mày biết thế nào là lễ độ đúng không? Thêm 3 không? Mày để yên đấy. 1, 2, 3 đúng không? 3 là con để yên đấy, đừng có sờ vào. 1, 2, 3, 4, 5. Thêm cho mày 6 triệu, bản lĩnh đi vào đi. Bỏ rồi, bỏ. Ơ, con mẹ. Bỏ đi. Mày xem bài tao làm gì? Bố đi bỏ đi. Mày xem cái bài sao mà tí nữa tao bỏ cho mày xem. Mày bỏ cho tao xem nhá. Bố mày đéo xem thằng nào hết. À thằng này là con lợn này hay đánh láo. Bố biết rồi, anh em chú ý nhá. Nó đánh láo, nó toàn đánh thế. Thì dây thì nó thắng đen. Ê bọn con vào đi. Đen lên này khổ báo hay đánh láo lắm. Chia láo đi mày. Đổi 5 nhá. Đổi đi. Mày không có đổi việc gì cả, đổi mày, mày tự làm lộ thì mày đổi ra được. Mỗi bỏ cân. Thế đây một cân hết mày. Cân thì mình hết cơ hội ăn rồi, hỏng rồi. Mẹ tự nhiên không đổi mày được ăn đấy, hiểu không? Liêng luôn. Bỏ. 2 6 6 để. Thấy chưa? Mày lúc nãy đổi có 9 là hỏng người ấy. 9 là hỏng người em được. 9 là hỏng người cái gì? 1 này, đúng không? 2 triệu này đóng thêm thằng cái đóng thêm gà nữa à? Kìa. Từ từ bỏ 1 triệu đủ thôi. Đây, 1 triệu này, cãi nhau 2 triệu này. 3 triệu này cái còn thiếu 1 triệu. Đấy, cái 1 triệu cho cái ở đây. 1 triệu đấy. Cái ta bỏ cái thiếu, mày bỏ xuống đi. Đủ gà chưa? Chia chậm thôi. Đây, chậm đấy, chia từ từ. Thằng kia nó cúp với làm bài gì? Mày em chia trên, chia giữa các kiểu ấy. Tao cúp đầu cũng đi thế này. Cúp đầu cũng đít rồi. Không đánh đi. Cúp đầu cũng đít mà còn ra như này. Đánh đi, đánh đi. Đánh đi. Cúp đầu cũng đít và đánh kiểu này á. Đánh đi. Ờ, mấy là cân? 2 triệu. 1, 2, 2 triệu là cân này. Cân thôi. Bạn này đánh 6 điểm bài này rồi cân đánh gì được. 2 thêm 3. 1, 2, 3. 3 triệu cân à? Đúng rồi. 3 triệu cân này, 1, 2, thêm mấy? 4. Thêm 4 triệu. Thêm 4 triệu đi. Thêm 4 triệu cân này, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này. Thêm 9, à thêm 4 thêm 5, thôi. Thêm 5 đấy, thêm 5. 3 mấy triệu cân? Ông là tổng 9 triệu. Tổng là 9 triệu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bắn sao ấy? Đánh đi! 9 thêm 5 1 2 9 thêm 5 4 5 Thằng này sao? Tôi bao nhiêu cân? 5 Hả? Tổng 5 triệu. Nhiều tiền lắm, nhiều tiền lắm. Ông thêm 5 triệu, 10 triệu cân. 10 triệu cân thì có cái gì đâu. Nhiều lắm.
10 triệu cân. Nhiều lắm. Tranh ảnh như này nhiều lắm. Ui giời. Đeo đấy. Nhiều lắm. Ít trà nhà. Đấy không, người chưa? Đấy, chưa ảnh. Nhiều lắm. Quay đi. Mấy là cân? Con đông với tôi. 1, 2, 3, 4, 5. Thêm cho ông 2 triệu, 3 triệu đi. 4 triệu đi. Đấy. 5 triệu đi, nó cho. 5 triệu đi. Cân mẹ ơi. Tao không chỉ cân nhé. Mày cân mà tao muốn cầm đấy. Vừa sinh vừa đồ ăn gặp nhau mình nhắc mình thêm đấy. Vừa đồ ăn thua rồi, chịu rồi. Để ảnh này nó sao lên hình nhiều thế nhỉ? Lên hình tí rồi cãi nhau như hôm qua ấy, đập cho ấy đúng không? Đâu okay, đây vào bài là 1 triệu 2 triệu 3 triệu 4 triệu 5 triệu rồi. Đặt chung cúp bài nha anh bố. Đây bố mày đeo tin mày thế nào? Bố mày thích làm bố với người ai đây? Đây ơ chó đéo tin được ai mày chia chậm thôi đây đấy chưa mày vừa bắt tao chia chậm tao bắt mày chia chậm mày thích chia chậm thì mày lâu gỡ thôi tao đánh hai ván lâu gỡ đâu đâu phải đề phòng ạ. Hai còn hai đấy đánh đi mày đánh đi đã xem bài đã đi vào mẹ luôn đi đánh đi. Ôi, bỏ mẹ đi, đéo đánh mấy nước mà bỏ mấy đêm gì bỏ đánh đêm vào hỏng luôn đi. 7-7-7-3 ăn nhá. Thì mẹ tao biết rồi. Ơn này. Đợi em ơi, em gọi lại cho. Đang có việc rồi, về tí nhá. Đây. Vâng, chị đi. Thôi để sau. Chị đi. 10 phút sau. 10 phút nữa em gọi lại nhá. Cái đấy không cần đâu. Ây giời. Ôi giời ơi. Cắt chưa đây. Cắt rồi. Cắt đây không nhìn này. Cân này. Đánh đi. Thôi đánh vào này nó bắt được cái chết đấy. 3, 6, cụ 7 điểm này. Biết ngay mà. 7 điểm lan đúng không? Đây, 1 triệu là vào đúng không? 1 triệu đấy. Đây. Tôi cứ bỏ gà thôi, các ông đủ gà tôi bỏ nhá. Đấy, 4 triệu thế là đủ gà đúng không? Đây là chưa? Đây là 1 này. Đây này. 2 này. 3 4. Đây này 1 triệu nữa là đủ ẩm này. Ờ. Đúng chưa? 5 đúng triệu rồi. Là đủ luôn gì? Đưa phải đặt lên nhìn xuống. Tức là ông kia đánh đầu cánh nhỉ? Ờ. Đánh đi. Tôi đầu cánh đúng không? Đánh đi. Ông đánh đi. Bỏ. Bỏ bao nhiêu bỏ đây? Mẹ mày tao không biết, tao không thích chơi nữa. Mày sẽ đưa mày đừng để tao thấy mặt mày. Mày tao ra mày luôn đi. Út mẹ mày. Đéo chơi nữa. Lý giải vì sao lên ván bài sát ba như này mà vẫn bỏ và để rồi cãi nhau. Thực chất ván bài này nó chỉ là ván bài dàn dựng thôi. Và nếu như trong cuộc chơi thật ấy, có bỏ đi chăng nữa cũng không bỏ kiểu như đấy. Ví dụ người ta cầm 3-3 này, người ta cho mẹ vào giữa cái bài nọc này, người ta úp lại thì không biết là mình bỏ ván bài gì cả đúng không? Thì không có chuyện là cãi nhau như vậy. Tuy nhiên ván bài như vậy chúng tôi làm gọi là để mang tính chất là gọi là kịch tính thôi. Và để chứng minh là tại sao lại là bỏ 3-3 này thì đơn giản bởi vì là mình biết rõ điểm đối phương là 3-8 con mẹ rồi, hiểu chưa? Biết bài đối phương 3-8 thì mình bỏ. Nếu như mình không biết bài đối phương ấy thì ván bài này mình phải đánh to và mình mất rất là nhiều tiền, đúng không? Và cái cách biết bài của đối phương, vì sao biết 3-8? Thì bởi vì trong cái mắt của mình đã đeo một cái kính gọi là kính áp tròng rồi. Thì bài theo kính nó là giống như bài bình thường. Nhìn mắt thường không thể nhìn phân biệt được và thầy thợ cũng không thể kiểm tra được. Tuy nhiên là khi mình đeo kính vào mình nhìn rõ như này. Đấy. Khi chia bài xong phát mình nhìn thấy ô, bài mình 3-3 đúng không? Nhưng mà bài của đối phương mình nhìn thấy rõ đấy. 3-8 con mẹ rồi thì mình đánh làm gì nữa, đúng chưa? Đây là một cái hay khi mà mình đánh liêng mà mình biết điểm đối phương. Ví dụ mình bài mình nó chỉ được 1 điểm, 2 điểm thôi. Mình nhìn bài đối phương nó chỉ 5 điểm, 6 điểm. Nếu như đúng lẽ ra nhá, là 1 điểm, 2 điểm nó sẽ là thua 5 điểm, 6 điểm. Nhưng trong đánh liêng mình nhìn thấy bài 5 điểm, 6 điểm mà mình tố căng ấy, thì nó sẽ bỏ, đúng không? Thì mình lựa được bài đối phương lúc nào điểm cao, lúc nào điểm thấp để mà mình tìm ra cách đánh phù hợp. Đấy là cái hay
trong khi đánh liêng mà dùng kính áp tròng. Và tất nhiên nó người ta sẽ không đánh theo kiểu là người ta ví dụ cầm ba con ba hoặc là sáp hoặc liêng người ta bỏ theo kiểu người ta vứt cái này đâu. Người ta sẽ úp vào nọc, người ta có thể là trộn lên như này. Đúng không ạ? Đấy là cái cách đánh cho nó kín chứ không phải là ông cứ ngửa ra đây để mà cãi nhau và đánh nhau như trong cái trận đánh vừa rồi. Trận đánh vừa rồi nó chỉ là mô phỏng thôi. Còn để mà đánh hiệu quả thì các bạn cứ dùng kính áp tròng, mẹ mà có điểm thì các bạn tố, không có điểm mà các bạn nhìn thấy điểm của mình nó thua điểm đối phương thì cứ úp vào nọc rồi trộn lên, đừng để cho người ta phát hiện là được. Ok anh em.